chiều ngày 21 tháng 1, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế Xã hội làm trưởng đoàn đã thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Nhân dân huyện. Theo đó, các văn bản thực hiện thẩm tra tại buổi làm việc gồm tờ trình phương án nghị quyết về việc thông qua phương án hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, phân kỳ năm 2022. Đề nghị thông qua phương án hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, tổ dân phố của thị trấn Trợ Chu năm 2023. Phân bổ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện để triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư công trình trường mầm non Tân Thịnh hạng mục nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và công trình trường mầm non Bình Yên nhà lớp học 2 tầng 6 phòng